Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến trời ít mây, ngày trời nắng nóng, nên nhiệt độ các nơi tăng phổ biến từ 35 đến 36 độ, độ ẩm giảm từ 55 đến 65%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60%. Dự báo từ ngày 28 tháng 7, nắng nóng trên khu vực tỉnh sẽ giảm. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng xả lũ Hồ Thủy Điện Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tính đến 16 giờ ngày 26 tháng 7 đã gây thiệt hại 6 lồng cá của 2 hộ dân tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Giá trị thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy đã hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản khi Hồ Hòa Bình xả lũ để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời hướng dẫn người dân thống kê thiệt hại và xử lý tiêu hủy số cá chết. Còn bây giờ, bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 28 đến 37 độ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.